Chào mừng các bạn đến với chương trình tôi học tiếng Anh ING. Hôm nay tôi sẽ ôn lại các bạn một số cái lĩnh vực liên quan đến bảng ký tự phiên âm quốc tế IBA. Thì các bạn đã biết là cách nay hơn một năm tôi có hướng dẫn một số bài học liên quan đến gì cái bảng ký tự phiên âm quốc tế trong tiếng Anh. Thì thời gian cũng đã lâu rồi, thì cái bảng đó ở bài học số 1, số 2 nó cũng tương đối là dài. Nên hôm nay tôi sẵn ở đây tôi review, tôi ôm lại các bạn cho các bạn mà bị mất căn bản về tiếng Anh để các bạn nhớ lại cái bảng ký tự phiên âm quốc tế. Và các bạn đã biết tại sao chúng ta đã học cái bảng chữ cái tiếng Anh rồi, nhưng mà tại sao chúng ta phải học cái bảng ký tự phiên âm quốc tế để cho nó rắc rối. Thì như các bạn biết là cái tiếng Anh, cái bảng chữ cái tiếng Anh thì đây là cái bảng mà các bạn đã học từ lúc ban đầu, là lúc mới học giao lòng là các bạn đã học cái bảng chữ cái tiếng Anh rồi. Là rồi sau đó thì các bạn còn học thêm cái bảng ký tự phiên âm quốc tế nữa. Thì tại sao chúng ta phải học hai cái này với cho rắc rối? Thì để ôn lại cái bài học trước đây, thì sẵn đây tôi nhắc các bạn, một số bạn mắc căn bản về tiếng Anh bắt buộc phải học cái bảng ký tự phiên âm quốc tế này. Và tại sao chúng ta phải học? Thì để vào nội dung chính, đây là nội dung chính của bài học hôm nay. Thì các bạn biết là bảng chữ cái tiếng Anh, cái mục đích cuối cùng của nó chỉ là dùng để đánh dần mà thôi. Chẳng hạn như các bạn thấy là cái bảng tiếng Anh, bảng chữ cái tiếng Anh ABC mà các bạn đã học hồi lớp nhỏ, thì mục đích cuối cùng của nó là đánh dần. Còn trong quá trình nói tiếng Anh, quá trình giao tiếp, quá trình phát âm thì nó không, hầu như chúng ta không sử dụng cái bảng này. Và cái bảng này nó để ví dụ minh họa, chẳng hạn như các bạn đi gặp một người nước ngoài và các bạn quá trình nói chuyện thì các bạn không có rõ, người ta không có rõ tên của các bạn, chẳng hạn như ta hỏi what's your name, rồi các bạn nói cái tên các bạn ra, chẳng hạn my name is gì đó ha, thì nhưng mà người nước ngoài người ta nghe người ta không có rõ, người ta hỏi can you spell it, thì ta hỏi là các bạn đánh dần nó cho tôi được không. Chẳng hạn như tên tôi là Luận, ví dụ như my name is Luận, bắt đầu các bạn đánh dần, tôi đánh dần cái tên của tôi là my name is Luận, bắt đầu các bạn đánh dần ra L-U-A-N, đó là các bạn đánh dần ra xong. Đó là cái bảng chữ cái tiếng Anh, nó chỉ có cái mục đích cuối cùng là chỉ để là đánh dần vậy thôi. Nghĩa là trong quá trình các bạn nghe không rõ, các bạn giao tiếp không rõ thì các bạn có thể nhờ người ta nói lại spell đánh dần, còn cái pronunciation và nói speaking thì các bạn chữ cái tiếng Anh không có giá trị. Coi như cái này, phần này tôi và như xong cái các bạn chữ cái tiếng Anh. Tiếng Anh quan trọng nhất là cái bảng ký tự phiên âm quốc tế IBA dùng để phát âm. Các bạn biết là cái bảng này nó rất quan trọng, nó cực kỳ quan trọng. Là mọi cái cội nguồn rắc rối trong tiếng Anh nó cũng nằm cái bảng này. Và tại sao chúng ta phải có cái bảng ký tự phiên âm quốc tế này? Thì như các bạn biết, tiếng Anh nó viết một đường, nó đọc một nẻo. Cái mọi rắc rối trong tiếng Anh nó nằm ở năm nguyên âm A, E, I, O, U, nghĩa là năm nguyên âm tiếng Anh đây. Chỉ có năm nguyên âm thôi, còn lại nha, tiếng âm những cái gọi là phụ âm. Thì nhưng mà chỉ có năm nguyên âm thôi, nhưng mà nó là cội nguồn của mọi sự rắc rối. Nghĩa là mặc dù các bạn thấy là, để ví dụ minh họa, tôi sẽ liệt kê các bạn một số từ ngữ dưới đây, mà lúc đó tôi lấy mấy minh họa là nguyên âm A để các bạn xem. Mặc dù trong tiếng Anh thì các bạn thấy chữ A nó là trong bảng chữ cái tiếng Anh phát âm là chữ A đầu tiên, phát âm là chữ A, nhưng mà khi nó ghép lại những cái từ khác thì hầu như nó không có bất cứ một quy tắc nào để phát âm mà cho nó chuẩn mực. Bởi vậy trong tiếng Anh nó khó nhất là cái nguyên âm, còn những phụ âm như các bạn biết là khi ghép lại thì đọc cũng gần như giống tiếng Việt mà thôi, nó cũng rất đơn giản. Thì để ví dụ cụ thể thì tôi các bạn mời các bạn xem những cái ví dụ sau đây. Chẳng hạn như từ đầu tiên là từ face, thì các bạn thấy cái nguyên âm A trong từ face là cái mặt này nó đi tuân thủ theo cái nguyên tắc phát âm của bảng chữ cái.
Rồi từ thứ hai là từ beginner, thì các bạn thấy có ba nguyên âm A mà tôi tô màu đỏ đây, nhưng mà khi tắt âm ra thì nó không nghe bất cứ một cái từ âm A nào cả. Các bạn thấy nó rất là lạ. Và cái từ tiếp theo là từ surface, thì các bạn thấy cái từ này rất là nhiều người phát âm sai, kể cả tôi có những lúc mà tôi mới đọc tiếng Anh tôi cũng đọc sai cái từ này. Tại vì các bạn thấy từ này từ face, nó giống như chữ face, cái mặt, hoặc là Facebook. Nhưng mà khi ghép với cái từ này, từ bề mặt thì nó phát âm cực kỳ khác. Bạn thấy từ A, cái âm nguyên âm A trong cái từ surface này á, thì khi phát âm ra nó thành chữ Y. Rồi, tiếp theo là chữ about, thì các bạn thấy là nguyên âm A thì nó chuyển thành, khi phát âm thành chữ pronunciation thành chữ ơ, rất là lạ. Và tiếp theo là cái từ water, thì cái từ này nguyên âm A mà tôi tô màu đỏ ở đây, nó chuyển thành khi phát âm nó thành chữ âm O, nghĩa là không có dính dáng gì cái gì mà A cả. Tại sao không đọc waiter mà đọc là water, thì cái này không có ai biết được, kể cả những người bản xứ. Tại vì các bạn biết là khi tiếng Việt mình, khi các bạn học xong bản chữ cái, hoặc tiếng Pháp cũng vậy, nghĩa là khi các bạn học xong trong một thời gian ngắn là các bạn ghép chữ lời, là các bạn có thể đọc một đoạn văn rành rành và nó ít khi nào có bất quy tắc. Nhưng mà trong tiếng Anh thì hầu như không có quy tắc trong phát âm các nguyên âm. Và tiếp theo là cái chữ hard, thì các bạn thấy là khi phát âm ra trong từ này nó thành chữ A luôn, nghĩa là không có dính gì chữ A cả. Và cái từ cuối cùng là từ head, thì các bạn thấy nó cái chữ nguyên âm A nó chuyển khi phát âm thành chữ E. Thì các bạn biết là chỉ một nguyên âm A mà tôi đã đưa ra ví dụ đây thôi, thì các bạn thấy cũng hết sức rắc rối. Lúc thì nó là chữ A, lúc thì nó là chữ A, lúc thì chữ Ơ, lúc chữ O, lúc chữ Y, lúc chữ A, lúc chữ E. Thì các bạn thấy nó có hàng chục cách phát âm, thì mà không có tuân thủ bất cứ một nguyên tắc nào. Đó là lý do tại sao chúng ta bắt buộc phải có cái bảng ký tự nguyên âm quốc tế để mà quy định cách đọc tiếng Anh. Thì các bạn đã biết, chẳng hạn như trong từ điển, khi mà bạn tra một từ thì lúc nào nó cũng có cái bảng ký tự nguyên âm quốc tế, nó nằm cái đồng dấu hai gạch đây để nó quy định cách phát âm. Ngoài việc mà cách phát âm ra sao thì nó còn quy định cách mà để mà chúng ta nhấn cái trọng âm trong tiếng Anh. Chẳng hạn như cái từ banana thì cái trọng âm nó rơi vào nguyên âm mà đâu cái âm tiếp thứ hai, để mà giúp chúng ta nói tiếng Anh hay hơn. Nên sẵn đây tôi cũng ôn lại, tôi nhắc nhở các bạn là cái nguy hiểm nhất của một người học tiếng Anh là chúng ta không biết cái bảng ký tự nguyên âm quốc tế. Rồi chúng ta nhìn một cái từ chúng ta đón, chúng ta đọc, thì nó dẫn đến thành thói quen. Và thói quen thì có những lúc chúng ta sửa được, chúng ta nói sai, thì dẫn đến là hết sức là nguy hiểm. Nên sẵn đây tôi khuyên các bạn là gặp một từ ngữ mới là chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tra cái từ điển chuẩn, chẳng hạn từ điển Oxford, các bạn lấy từ điển đó các bạn tra. Tại sao đó? Tại vì cái tra từ điển, cái lợi của nó là các bạn ngoài việc chúng ta biết cách phát âm, rồi chúng ta còn biết cái trọng âm, rồi sau đó chúng ta biết cái loại từ nó làm sao, cách sử dụng như thế nào. Thì trong từ điển thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn một vài bài học về cách sử dụng và cách tra từ điển. Các bạn có thể trở lại một bài học cũ trong chương trình tôi học tiếng Anh, thì các bạn có thể xem, các bạn tham khảo thêm. Ở đây tôi chỉ nhắc nhở là các bạn là những cái quan trọng nhất của bảng ký tự phiên âm quốc tế IBA và tại sao chúng ta phải học cái bảng này. Thì các bạn biết, ngay cả những người bản xứ khi gặp một cái từ lạ, từ tiếng Anh lạ vừa xuất hiện trên internet, thì cũng có những cái chuyên gia ngữ âm để quy định cách đọc, cách phát âm một từ. Và nếu chúng ta không, tại vì tiếng Anh trong tôi nói là viết một đường đọc một nẻo, nó không có nguyên tắc đọc các nguyên âm. Tiếng Anh mới khó nhất là ở nguyên âm. Còn phụ âm, mặc dù các bạn thấy cái phát âm, cái bảng chữ cái, cái đánh dần nó khác biệt, nên mà phụ âm tiếng Anh khi ghép lại thì nó cũng rất là giống như cái tiếng Việt mình. Chẳng hạn như các bạn thấy chữ banana thì mặc dù cái phụ âm B này trong tiếng Anh các bạn phát âm là B, nhưng mà khi ghép lại với chữ nguyên âm A đây nó thành chữ bờ, thì các bạn đánh dần như bờ, giống như bờ, bờ quyền bờ, giống như tiếng Việt mình, rất là đơn giản. Hầu hết những phụ âm tiếng Anh là khi ghép lại
lệnh nó đánh dần như tiếng Việt mình. Chẳng hạn các bạn thấy từ bn này thì cái phụ âm là b, phụ âm b, phụ âm n, phụ âm hai phụ âm n thì nó phát bằng bờ ở bờ biển bờ nà na nở nơ đó, thì mà các bạn có thấy nó rất là dễ bn đó. Nên cái rắc rối là ở nguyên âm, như tôi nhắc là một lần nữa, trừ các bạn, trừ những người sinh ra ở nước ngoài, trừ các bạn những lúc mà sinh ra ở cái những cái quốc gia nói tiếng Anh, thì các bạn không sinh ra ở những cái nước đó thì các bạn bắt buộc phải biết cái bảng ký tự phiên âm quốc tế này. Tại nếu chúng ta không biết thì chúng ta gọi là chúng ta mất căn bản gì tiếng Anh. Thì đây là cội nguồn, cái căn bản nhất là một người tự học tiếng Anh hay một người học tiếng Anh ở nhà trường cũng là bắt buộc chúng ta phải biết cái này. Nếu chúng ta không biết thì chẳng hạn chúng ta mở một cái từ ra, chúng ta không biết cách phát âm, chúng ta phải nhờ từ điển phát âm, cũng hết sức nhờ cái máy móc đụng rất hết sức là rắc rối. Một khi mà các bạn đã nắm được cái bảng này rồi, cái bảng ký tự phiên âm quốc tế rồi, thì các bạn có thể tự học tiếng Anh, không cần máy móc thì bạn vẫn học được. Chúng ta có thể phát âm chính xác một từ gần như 100%. Thì đến đây chương trình tự học tiếng Anh ING xin kết thúc cái bài học mà tôi ôn lại hôm nay, đó là tại sao chúng ta phải học bảng ký tự phiên âm quốc tế và tầm quan trọng của bảng ký tự phiên âm quốc tế như thế nào. Thì trước khi kết thúc chương trình thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho tôi để cho bạn cho tôi một like để động viên cái tinh thần người làm chương trình, nhằm có những cái clip sau này để hỗ trợ cho trong việc các bạn học tiếng Anh ngày càng giỏi hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.